Cuộc sống miền Tây xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn trở lại với kênh Cuộc sống miền Tây. Hôm nay mình đến vườn hoa chú Năm 56 ngày tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, cặp quốc lộ 1A để chia sẻ những cái hình ảnh và phát triển của cây dạng thọ. Trong những ngày qua thì mình liên tục cập nhật cho các bạn xem về cái vườn hoa dạng thọ của chú Năm nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng mình theo dõi. Hiện nay mình đến vườn hoa dạng thọ của chú Năm thì mình thấy sau 4 ngày mình trở lại thì mình thấy vườn hoa chơi hội của chú Năm bắt đầu có ra chuẩn bị đón xuân các bạn, rất là nhiều các bạn. Đây là những mục này nó đậu lên các bạn ơi. Nhưng bây giờ thì vườn hoa chú Năm ở đây thì mình hỏi thì 56 ngày là một số nó đang chỗ bông, và ở phía sau này chú Năm trồng trễ vài ngày đó các bạn. Để khu vực này chú Năm chia sẻ cho mình xem. Bây giờ mời các bạn vô theo dõi nha. Đây các bạn nhìn thấy lượn qua bây giờ nó xuất hiện rồi đó các bạn. Bên kia rất là nhiều luôn các bạn ơi. Qua bên đó rất là nhiều luôn. Đây giờ mình mời các bạn đi qua luôn xem luôn nha. Qua dạng thọ 56 ngày tuổi của chú Năm tại xã Đại Tâm. Thì các anh chị có nhu cầu mua bán gì qua dạng thọ Tết á, thì mình sẽ để số điện thoại của chú Năm là chủ vườn ở nơi đây và dưới phần mô tả của video. Thì các bạn đến phần mô tả và dưới video của mình các bạn xem và các bạn liên lạc trực tiếp với chủ vườn để trao đổi về cái việc mua bán qua dạng thọ các bạn. Và mình cũng xin chúc cho các anh chị mua bán dạng thọ năm nay được phát tài phát lộc và cùng chủ vườn ở nơi đây. Đây bây giờ mình đi dọc vô các bạn thấy bây giờ nó rất là đẹp các bạn. Đây các bạn mình nhìn thấy bây giờ rất là nhiều nha, một chậu bông, cây này là một cây thôi các bạn. Mà bông của chú Năm thì thấy là bông nó rất là nhiều. Đây, bây giờ sơ sơ 3, 6, 9, 2, 15, 18, 22, 28. 32 cái độ của bự này nè các bạn. Còn mấy cái nhỏ này thì một cây này chắc cũng cỡ 40 ngoài cái các bạn. Tại vì nụ nhỏ là mình không tính, mình tính cái lớn thôi các bạn. Là 32 cái bông rồi đó các bạn. Đây đó các bạn nhìn thấy nè, chèo nó đâm ra rất là nhiều. Lá nó. Nhưng bây giờ thì bắt đầu các nhà vườn bắt đầu cho qua bắt đầu lên nụ rồi các bạn ơi. Rất là đẹp luôn á. Các bạn nhìn thấy nè, chậu nào cũng như chậu nấy nha các bạn. Cái này là chậu một cây thôi đó các bạn ơi, chậu một cây của chú Năm đó các bạn nhìn thấy. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi dọc một giờ dạo với mình để xem hoa của chú Năm nha. Cái này là một chậu một cây đó các bạn, chậu ba cây là chậu ngoài phía ngoài đó. Các bạn nhìn thấy là bông rất là nhiều nè. Các bạn thấy nhà bông rất là nhiều nha. Một chậu đó, đây là một chậu một cây nè các bạn. Một chậu này cũng như con ấy thôi. Các bạn nhìn thấy nè. Chia sẻ cho các bạn thấy là thực tế chứ không có gì hết. Để các bạn thấy là qua chậu nào cũng như chậu nấy thôi, chứ không phải là mình để chậu nhiều để mình quay cho các bạn xem. Mình chỉ quay đều hết. Mình ở đây là mình thực tế thì sao có sao mình nói vậy thôi. Đây các bạn, chậu hàng này, chậu này mình có mấy cây nữa các bạn. Ô, chậu này có một cây rồi các bạn ơi, mà bông nó quá trời luôn nè. Của chú Năm 56 ngày bắt đầu phía đó là nó đổi chỗ bông đó các bạn. Để mình đi ra chia sẻ các bạn tiếp. Đây là chỗ hoa của chú Năm trồng trước này các bạn, là 56 ngày hôm nay mình đã đến đây thì thấy là bông bắt đầu nó đã khoe màu vàng rất là đẹp các bạn, màu vàng tôm nè các bạn ơi, nó rất là đẹp rồi đó các bạn ơi. Rồi bây giờ cuộc sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, chuẩn bị đón một mùa xuân mới ấm áp và hạnh phúc, trời nhiều sự mới mẻ, hấp dẫn, an khang thịnh vượng.
xin bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau của Cuộc Sống Miền Tây.